Hello các bạn, chúng ta sẽ bài toán sau. Trong hai số 100 mũ 99 và số 99 mũ 100, số nào lớn hơn? Chọn cái số lớn hơn các bạn nhé. Thì ở đây ta lại lập tỉ số, vì hai cái số này là dương này. Ta lập tỉ số là 100 mũ 99 trên 99 mũ 100. Thì ta sẽ phân tích là bằng 100 mũ 99. 99 mũ 100 là 99 mũ 99 nhân 99. À, và ta ghép hai bộ phận này lại thì nó sẽ bằng 100 trên 99 mũ 99 nhân 1 trên 99. Ok. Tiếp tục 100 phần 99 thì phân tích ra nó sẽ bằng là gì? 1 cộng 11 phần 99 mũ 99 nhân 1 phần 99. Và các bạn biết là cái lim của 1 cộng 1 trên x, 1 trên n mũ n, khi n dẫn ra vô cực thì bằng e sẽ phỉ bằng 2 phẩy đấy 7 đấy. Vậy cái này sẽ nhỏ hơn này, cái này sẽ nhỏ hơn e, nhỏ hơn e nhân 1 phần 99 mà e trên 99, cái này nhỏ hơn 1 đấy. Vậy ta có câu trả lời các bạn nhé. Vậy cái tỉ số này nhỏ hơn 1, nhỏ hơn 1, vậy suy ra cái số là 100 mũ 99 bé hơn 99 mũ 100. Chúng ta có thể giải bài toán này bằng phương pháp đạo hàm. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.